Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Hôm nay mình cập nhật tình hình cây vạn thọ của mình sau 2 ngày mình ương này các bạn. Đây, mình quay gần cho các bạn xem nhé. Lên rồi các bạn. Của mình ở đây thì mình ương có 3 bịch và được 10 khay nha các bạn. 10 khay thì tương đương với ngàn mốt cây ha. Đó. Đây các bạn thấy không? Mình quay gần cho các bạn thấy này, cây còi trắng này, cái này mình ghim cái đầu nhỏ xuống này, cây đầu bự nó lên trên đúng không? Cho nên bây giờ cái cây nó đơm rễ rồi. Đó. Khi các bạn ghim cái hạt hoa vạn thọ thì các bạn cũng lưu ý ha, đó, ghim đúng chiều thì cây mọc nó đúng chiều ha. Mình ghim cái đầu bự nó lên cho nó lên ha, cây đầu nhỏ thì cắm xuống dưới giá thể. Đó. Cây đầu bự thường thường có cái đầu trắng dài như thế này này các bạn, đây. Quay gần cho các bạn thấy đây ha. Đó. Thì cái ngày mà mình ương xong thì trời mưa to lắm. Với lại thời tiết của mình bây giờ nó chưa ổn định hả? Mình không có căng mủ cho nên mình để cây nó ở trên sàn nhà luôn. Chờ khi nào mà lá nó nở to hơn tí nữa thì mình xả cây. Các bạn nha. Đây. Đó. Khi các bạn ghim thì các bạn cũng lưu ý ha. Mình ghim cái hạt nó sâu xuống một chút. Đây cái này này, có cái hạt này mình ghim nó lỏng quá, nó cản ở trên cộng với cái nước mưa nó tạt vô này. Đó, nó không có ghim được xuống dưới giá thể và cái rễ nó đi lên này các bạn. Đó. Cái này thì mình cũng có thể bỏ lại thử xem nó có lên không nha các bạn. Đó. Làm thử thôi ha, cứu nó. Đó, mình ở đây cũng có cây nở lá rồi này các bạn. Đó. Được 2 ngày thì thời điểm bây giờ thì các bạn có thể pha một chút Atonis ha. Một chút Atonis rồi mình xịt vô cùng với nước. Các bạn xịt sương thôi ha. Để cho cái lá nó được nhanh nở hơn. Rồi khi các bạn tưới nước thì một ngày các bạn tưới nước 2 lần cho cây nha các bạn. Mình ở đây thì mình tưới bằng cái này nè các bạn. Đây. Cái vòi của bình xịt đây. Mình bỏ nước vô trong này rồi mình tưới, các bạn tưới sương thôi. Buổi sáng tưới một lần, buổi chiều tưới một lần. Để giữ độ ẩm cho cây, giúp cây phát triển cho tốt nha các bạn. Cái bầu này của mình thì nó cũng nhỏ ha. Nó như rất nhanh giọt nước. Và cái cây thì nó rễ còn rất yếu. Mình cũng không nên quá ướt. Quá ướt thì cái cây nó khó đâm rễ đúng không? Mà khô thì rễ nó cũng không bén được, cho nên cái độ ẩm của cây thì rất quan trọng nha các bạn. Và nên xịt nước. Mỗi lần xịt thì các bạn cũng nên thử trước nhá. Mình xịt nước ra ngoài ở trước, xong khi mà cái vòi xịt nó đã đạt được độ ổn định rồi thì mình hãy xịt lên cây nha các bạn. Không có xịt trực tiếp một cách mạnh quá lên cây thì khiến cho cái cây nó dễ bị bay màu lắm. Có một số cái bầu của mình này các bạn, ương 2 cây thì nay nó cũng lên 2 cây luôn nè. Thì giờ thì các bạn cũng có thể tách nó ra được rồi. Ví như các bạn muốn chỉ một cây thôi thì các bạn tách nó làm 2 nha các bạn. Đó, và có một số cây mà mình như thế này nè các bạn. Đó. Cái này là nhiều khi mình ghim này. Mình ghim mà ghim nó ít quá. Nó bị trồi rễ lên nè. Đó, nhiều khi mình tưới nước xong rồi cái hạt nó còn nằm ở trên đó. Đó. Thì mình cũng có thể sửa lại nó ha. Đó. Mình có thể rơi mình sửa lại nó, mình đưa cái cây nó vô đây lại ha. Đó. Thì ai làm vạn thọ thì cũng biết mà, tốc độ sinh trưởng của cây vạn thọ thì rất nhanh ha. Chăm sóc đúng cách thì cây sẽ phát triển nhanh. Những cái cây này là cũng ghim quá ấy nè các bạn thấy không? Mới đó mà cây nó đã đạt nhiều đây rễ rồi nè.
Đây mình kiếm một cây bầu nhỏ ha. Đây, mình bỏ vô đây luôn. Đó. Cây còn nhỏ thì mình tách thì nó đỡ mất sức hơn. Với lại bây giờ nó cũng chưa có hé nắng, còn ở trong này đây, như cây này mình nhổ lên này các bạn, cho các bạn xem. Đây. Đó là làm gì ạ? Mình sẽ tách nó ra cái những cái chậu mà không có cây ha. Như thế thì mình sẽ dễ tách hơn trước khi mà cái cây nó bự rồi, các bạn thấy không? Cái cây bự rồi rất khó tách mà cái cây nó dễ bị mất sức ha. Đó. Cái cây này các bạn nhìn này. Chỉ có 2 ngày thôi mà rễ nó đã đơm ra được tới đây rồi. Đó. Giá thể của cái cây này rất tốt nha. Cây sinh trưởng rất tốt. Hạt này cũng rất đạt luôn. Đây mình bỏ vô đây, cái cây này không có cái gì hết. Mình bỏ vô đây rồi mình ồ giờ phải ghim luôn. Cái này chắc một vài ngày nữa ha. Khi lá đã nở rồi thì mình sẽ cho cây hé nắng dần. Đó. Khi các bạn tách cây nhỏ như thế này thì cái cây nó dễ sống hơn. Ở đây mình có một mấy cây ở đây luôn này. Đấy, mấy cây này chắc lúc mình ương nó bị rơi xuống rồi mình không để ý ha. Đó. Các bạn để ý không? Những cái hạt này là không được găm xuống, không được ghim đúng cách, cho nên là cái nó mọc một cách gì là tùm lum luôn. Đó. Nó mọc ở trên bề mặt không à, rễ đâu có đơm xuống cát được. Và những cây này thì tỷ lệ sống không cao ha. Trong khi những cái cây mà mình làm như thế này ha, mình ghim vô một cách cẩn thận tỉ mỉ như thế này thì cái cây nó đã nở lá rồi, rễ nó cũng đã dài rồi à. Thì đây cũng là một lưu ý nhỏ cho bạn nào mà làm về bàn thỏ ha. Các bạn cứ chịu khó ngồi ghim đó. Đó. Các bạn nhìn này, mình quay cho các bạn coi những cái hàng cây này. Nó rất là thẳng tắp, rất đẹp ha. Nhìn vậy chứ ghim cũng nhanh lắm các bạn. Mình ghim cái này cũng không có bao nhiêu hết trơn. Các bạn cứ chịu khó ngồi ghim nó rồi. Nhìn thấy nó có đáng yêu không? Giống giá quá. Đây. Của mình thì hầu như lên hết đó các bạn. Chỉ có một số cây thì nó còn kém hơn nhưng mà nó cũng lên này. Đây, đây là mình quay cho các bạn coi này. Đây. Đó. Cũng có một cây này các bạn. Đấy. Chưa gì mà nó đã ngoèo ngoèo rồi này. Cái này chắc nó là cái là cây hạt lép. Ha. Rồi. Tình hình cây vạn thọ của các bạn ương đạt được như thế nào rồi? Có thể quay video và chia sẻ lên đây cho mình và mọi người cùng biết chứ. Rồi. Tại vì ở đây thời tiết của mình chưa ổn định các bạn. Trời thì vẫn đang còn ở trong bão này. Đó. Gió nó giật dữ lắm. Nó kéo luôn cái trại của mình rồi. Cho nên mình vẫn chưa có đưa ra trời được ha. Mình tính để cho nó nở lá thêm lát nữa đi. Nó nở lá đi cho cây nó cứng và thời tiết nó ổn định hơn một chút thì mình sẽ xả nắng cho cây. Tại bây giờ cây còn con như thế này mà mình đưa ra mình sợ nó sói các bạn ơi. Nước mưa mà những hạt bự nó sói rồi nó bắn hết rễ các cây không à. Cho nên mình chưa đưa ra ha. Chừng 3-4 ngày nữa thì các bạn đài thêm một ít sơ dừa ha. Đó. Bỏ nhẹ lên trên một lớp mặt như thế này này. Một ít giá thể như hôm bữa của mình làm vậy á. Bỏ lên đây. Rồi mình có thể cho dưỡng rễ rồi cho phân liều lượng nhẹ, thật nhẹ nha các bạn. Cho cây được rồi. Nếu mà được thì các bạn cũng đưa cây ra nắng sớm khi mà cây đã nở lá ha. Để cho cây quen dần được với ánh nắng và bộ rễ nó phát triển mạnh hơn ha. Hồi video... mình có cái cây này nó mọc kỳ quá các bạn ơi nè. Sao mà nó mọc ngược lên này, nó lại mọc ngược xuống nha. Đâu mình quéo ra coi đây. Thì tất cả những cái hạt của mình ở đây thì đều găm nha, ghim đúng cách cho nên cái cây nó mọc cũng tương đối ổn định ha. Rồi. Video của mình thì tới đây thì kết thúc nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Nếu các bạn thấy thích những video mình làm thì có thể like ha. Còn nếu các bạn thấy yêu mến mình thì có thể đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Rồi, chào.
Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.